Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Võ Hà Trâm ra dáng bà cụ non khi đi máy bay với ba mẹ. Con gái Võ Hà Trâm là một trong những nhóc tỷ vi biết được nhiều khán giả yêu mến. Sinh ra trong gia đình sung túc, bé Mon dù còn nhỏ tuổi nhưng đã được ba mẹ đưa đi vi vu khắp nơi. Đặc biệt, cô bé còn được trải nghiệm cảm giác đi máy bay nhưng có nhiều biểu cảm khá thú vị. Con gái Võ Hà Trâm được mẹ đưa đi vi vu khắp nơi. Trên trang Facebook cá nhân, Võ Hà Trâm đã đăng tải bức ảnh con gái đang ngồi trên máy bay. Vợ chồng cô đang có chuyến đi xa và đưa ái nữ theo cùng. Cặp đôi đã lựa chọn di chuyển bằng máy bay để thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, cả nhà đều bật cười khi thấy biểu cảm của con gái Võ Hà Trâm khi ngồi trên máy bay. Dù được ba ôm vào lòng, nhưng bé Mon không chịu ngồi yên và cầm ngay tờ giấy hướng dẫn an toàn khi bay để đọc. Nhóc tỷ còn có biểu cảm khá căng thẳng, tập trung và rất nghiêm túc khi đọc giấy hướng dẫn. Võ Hà Trâm dí dỏm mượn lời của con để chia sẻ. Mình đi máy bay, mình phải đọc kỹ hướng dẫn an toàn bay nha mẹ. Ái nữ like ấn nhà Võ Hà Trâm, căng mặt đọc hướng dẫn an toàn bay. Nhóc tỷ thường xuyên có những biểu cảm đáng yêu. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khá tò mò rằng liệu có phải gia đình Võ Hà Trâm đang bay về Ấn Độ để đón Tết cùng nhà nội hay không. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng có lẽ vợ chồng nữ ca sĩ đang đưa con gái đi nghỉ dưỡng trong nước. Trước đây, bà nội người Ấn Độ từng bay qua Việt Nam để thăm bé Mon. Khi đó, nhóc tỳ và ba mẹ còn ra sân bay đón gia đình nội. Đây cũng không phải lần đầu con gái Võ Hà Trâm được đi máy bay. Trước đây, khi chỉ mới vài tháng tuổi, cô bé đã được ba mẹ đưa đi nghỉ dưỡng bằng máy bay. Bé Mon rất dạn dĩ, chẳng hề quấy khóc và còn vui vẻ cười đùa với phụ huynh. Ngay từ nhỏ, con gái Võ Hà Trâm đã được đi máy bay. Cô bé rất dạn dĩ và chẳng hề quấy khóc. Bé Mon rất thoải mái và thích thú khi đi máy bay. Con gái lai ấn của Võ Hà Trâm có vẻ ngoài rất đáng yêu. Nhóc tỳ càng lớn càng được mẹ chăm chút hơn về vẻ ngoài. Giờ đây, mỗi khi đi tiệc cùng phụ huynh, bé Mon đều diện váy công chúa, mang giày, đeo kính mát và xách túi xanh điệu. Vợ chồng nữ ca sĩ thường đưa con gái cùng đi dự tiệc. Nhóc tỳ còn hào hứng khi cùng mẹ đi diễn. Em bé luôn diện váy áo điệu đà mỗi khi xuất hiện. Võ Hà Trâm hết lòng cưng chiều ái nữ của mình. Những biểu cảm đáng yêu của con gái Võ Hà Trâm khiến khán giả thích thú và nhận được nhiều lượt thả tim. Nhóc tỳ được ba mẹ cưng chiều và đưa đi chơi ở khắp nơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.